Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình cũng như của người khác. Và lời đầu tiên thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các quý anh chị. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: Tử Vi về nhân tướng học chỉ tay, về nhận diện bàn tay bát phương tụ tài. Người này đi đến đâu cũng ăn nên làm ra. Và các bạn thân mến, đây là những đặc điểm của bàn tay người có số ngậm thìa vàng. Sinh ra đã mang mệnh quý nhân, cuộc sống phú quý, giàu sang sung túc. Và các bạn thân mến, vậy đó là những bàn tay như thế nào? Thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết dưới đây trong ngày hôm nay nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay về nhận diện bàn tay bát phương tụ tài. Người này đi đến đâu thì cũng ăn nên làm ra. Và dưới đây là những đặc điểm của bàn tay người có số ngậm thìa vàng. Sinh ra đã mang mệnh phú quý, quý nhân, vận khí dồi dào và rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn luôn có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, cuộc sống cực kỳ giàu sang và sung túc. Và các bạn thân mến, thứ nhất là về đặc điểm. Nếu như các ngón tay trên bàn tay ở tay trái không quá dài và không nhìn thấy một khẽ hở giữa các ngón tay, và bàn tay thì mềm mại đầy đặn, thì đây là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Họ là người có quyết tâm rất cao, nếu đã xác định được mục tiêu thì dù thế nào cũng không bỏ dở cuộc. Hơn thế nữa, đây cũng là một đặc điểm của người rất kiên định. Họ ít khi lung lay vì những ý kiến trái chiều của họ và mọi người xung quanh. Và một khi đã tin tưởng vào điều gì thì họ sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh mình, và điều đó không phải niềm tin mù quáng. Và các bạn thân mến, về đặc điểm thứ hai là nếu trong lòng bàn tay của bạn trũng xuống và hồng hào thì chắc chắn bạn luôn có một cuộc sống đầy đủ, không bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Và với các gò trong lòng bàn tay đều đầy đặn cũng là một dấu hiệu của sự giàu sang phú quý. Và nhìn chung, đây cũng là một đặc điểm của bàn tay của những người có số ngậm thìa vàng. Từ khi sinh ra thì cuộc đời gần như chẳng bao giờ túng thiếu. Còn khi còn nhỏ thì họ đã được hưởng phúc đức từ tổ tiên. Còn khi lớn lên thì nhờ sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình mà mọi chuyện cũng rất suôn sẻ, gần như chẳng bao giờ phải suy nghĩ hay muộn phiền về chuyện tiền bạc và vật chất. Nói đây là đặc điểm của những người muốn gì được đấy cũng không ngoa, vì quả là bằng cách này hay cách khác thì họ cũng đều đạt được những gì mà họ mong muốn. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Về đặc điểm thứ ba là nếu trên bàn tay có nhiều đường vân tài lộc và đường công danh thẳng không đứt thì bạn là một người có cá tính quyết tâm cao độ trong công việc và vận tài lộc cũng rất thuận thịnh. Và đây cũng là đặc điểm mà bàn tay của người có nhiều cơ hội phát triển khi mới bước đầu xây dựng nghiệp. Và những người này thì từ 32 tuổi trở lên hoàn toàn có thể xây dựng được cơ nghiệp riêng, tài sản trong tay khiến cho nhiều người khác phải ngưỡng mộ. Và những người này thì từ tuổi 40 trở đi thì nên tập trung vào đầu tư và tích lũy, sẽ được một khối tài sản có được đủ để cả gia đình sống trong nhung lụa tới gần cuối đời. Về đặc điểm thứ tư là những người có một đường tài lộc nhưng đường đó đậm, dài và rõ nét đều là người có vận khí rất tốt. Chỉ cần phấn đấu làm ăn thì sẽ ăn nên làm ra,
đánh đâu thắng đấy, và đây cũng là đặc điểm của người giàu có sung sướng từ trong chúng nước và luôn được hưởng phúc đức từ tổ tiên, gia đình và thành quả của bản thân. Sự nghiệp của họ rất thật buồm xuôi gió và luôn luôn có quý nhân phù trợ, nên dù gặp phải vấn đề gì cũng được tai qua và nạn khỏi. Bên cạnh đó thì họ cũng là người rất cởi mở và bằng mọi giá cũng đạt được những gì mình muốn. Họ là một người nhã nhặn, từ tốn, chăm chỉ và luôn biết nắm bắt thời cơ. Vì thế những gì họ có được không chỉ dựa vào vận khí tốt hoặc là thừa hưởng từ gia đình, dòng tộc, mà phần nhiều là nhờ vào nỗ lực chính của bản thân họ. Và đây cũng là những người đóng vai trò tay hòm chìa khóa trong gia đình, vì họ có phương pháp quản lý về tài chính rất thông minh, đầu tư khôn ngoan và biết tiết kiệm hợp lý. Giao tiền cho những người có đặc điểm như thế này thì đúng là biết chọn mặt gửi vàng và có thể hoàn toàn yên tâm. Và các bạn thân mến, dưới đây là đặc điểm thứ 5. Nếu cuối đường trí tuệ nó xuất hiện một hình vuông thì đó là một người có tài năng về nghệ thuật thiên bẩm, và chính năng khiếu đó sẽ mang lại cho họ một cuộc sống sung túc, khá giả và cho họ một gia đình. Nếu chỉ có một hình vuông ở một vị trí đó thì đây được xem là biểu tượng của cải và vật chất. Còn nếu có nhiều hơn một hình vuông thì cho thấy đây là người thích hợp với các công việc ở văn phòng hoặc việc có liên quan tới chính trị. Tuy rằng người có đặc điểm bàn tay như thế này đều sớm được công thành danh toại, tiền tài danh vọng đều đời sống vật chất sung túc, nhưng cũng cần phải chú ý đối phó với kẻ tiểu nhân, phải rất tỉnh táo trong chuyện phát ngôn kẻo rước họa vào thân đó. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về xem chỉ tay về đường tình duyên thì biết ngay ai hạnh phúc, ai lận đận. Về xem chỉ tay đường tình duyên, nó sẽ tiết lộ về tính cách của bạn khi yêu và đường tình xôn xẻ hay lận đận, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hay là đổ vỡ. Về đường chỉ tay tình duyên hay còn gọi là đường tâm đạo, nó bắt đầu từ dưới ngón tay út, nó kéo dài đến giữa ngón tay trỏ hoặc là ngón tay giữa. Và xem chỉ tay về đường tình duyên thì sẽ đoán được một phần nào về tính cách, chuyện tình cảm đôi lứa và cuộc sống hôn nhân của một người. Thứ nhất là về chỉ tay đường tình duyên dài. Nếu đường tình duyên dài đậm, rõ nét, không có các đường chẻ nhánh và kéo dài thì chứng tỏ bạn là một người điềm đạm, ngay thẳng, thật thà nên được rất nhiều người yêu mến. Thường thường bạn gặp xôn xẻ và hạnh phúc trong chuyện tình duyên và sự nghiệp. Bạn cũng là một trong những người yêu ghét phân minh, thể hiện tình cảm một cách thẳng thắn. Còn nếu đường tình duyên của bạn mà kết thúc ở giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa thì bạn lại là người yêu ghét phân minh. Nhưng tuy nhiên, về nhược điểm của bạn là hay đánh giá đối phương từ những ấn tượng ban đầu, khiến cho bạn rất dễ bỏ qua người tốt. Và bên cạnh đó, bạn cũng thường có yêu cầu cao đối với đối phương. Còn nếu đường chỉ này mà kết thúc ở dưới ngón trỏ thì chứng tỏ bạn là người rất biết quan tâm tới người khác. Một khi yêu ai thì bạn rất trung tình, luôn xác định mối quan hệ lâu dài. Và sau khi kết hôn thì bạn luôn là một người vợ, người chồng tốt. Nhờ đó mà gia đình êm ấm và hạnh phúc. Về thứ hai là chỉ tay về đường tình duyên quá dài. Nếu ai có một đường chỉ tay tình duyên quá dài, có thể chạm tới góc của ngón tay trỏ hoặc tới biên của bàn tay được cho là quá dài, và trong trường hợp cuối đường tình duyên chạm góc ngón trỏ thì một khi bạn yêu ai thì bạn sẽ yêu hết lòng và hết dạ, toàn tâm và toàn ý với người mình yêu. Nhưng tuy nhiên, bạn cũng có khả năng bị đối phương bỏ rơi hoặc dễ bị lợi dụng trong chuyện tình yêu. Còn nếu đường tình duyên dài tới biên của bàn tay thì nó chứng tỏ
bạn là một người yêu cuồng nhiệt, hết mình và có tính chiến hữu cao trong chuyện tình yêu. Còn bạn thường ghen tuông một cách mù quáng, kiểm soát người yêu quá mức khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi và gò bó. Thậm chí bạn còn tự thêu dệt và tưởng tượng những việc không có thực. Và một khi chia tay thì bạn lại trở thành một kẻ lụy tình, cố gắng níu kéo những cái gì đã mất và khó quên đi người cũ. Về thứ ba là người có đường tình duyên ngắn. Theo xem bói chỉ tay thì chỉ tay về đường tình duyên nếu kéo dài đến giữa ngón trỏ, quay trở ngược lại cho là ngắn. Với những người này thường là người có tính cách hẹp hòi ích kỷ và luôn hành động thiếu suy nghĩ và thường cho mình là một trung tâm của vũ trụ nên đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Cụ thể là nếu đường tình duyên tới ngón giữa là kết thúc thì khi yêu bạn sẽ không yêu ai quá sâu sắc nên lúc chia tay sẽ nhanh chóng vượt qua đau khổ. Và đặc biệt với phụ nữ thì sở hữu đường tình duyên có đặc điểm này thì thường là đặt ra sự nghiệp lên hàng đầu. Sau hôn nhân bạn cũng không thích hợp để làm người phụ nữ của gia đình nữa. Và xem chỉ tay về đường tình duyên cho thấy nếu đường chỉ tay này mà kết thúc ở giữa ngón tay giữa thì bạn thường coi mình là một trung tâm của vũ trụ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc tâm trạng của đối phương. Một khi thích một người nào đó thì bạn sẽ theo đuổi người đó một cách dai dẳng, dù người đó cảm thấy khó chịu, phiền phức như thế nào. Nhưng tuy nhiên khi đã chinh phục được đối phương thì bạn lại trở nên lạnh nhạt và lập tức chuyển sang đối tượng khác. Bên cạnh đó, nếu đường tình duyên ngắn ở vị trí cao thì bạn là người rất dễ thay lòng đổi dạ và luôn cho rằng tình yêu phải đi liền với tình dục. Nếu đường tình duyên ngắn mà ở vị trí thấp thì bạn là người sống buông thả hay tự dối mình, không mấy chung thủy trong chuyện tình yêu. Về thứ tư là người có đường tình duyên bị đứt đoạn. Nếu đường tình duyên bị đứt đoạn thì chứng tỏ người này lận đận trong chuyện tình cảm. Một khi yêu ai, tình cảm, họ rất dễ bị gia đình phản đối hoặc ngăn cấm. Nếu không, cũng chỉ là một vài lý do nhỏ mà tình cảm bị rạn nứt, không thể bền lâu. Và sau khi chia tay thì họ cũng rất khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới. Và sau khi kết hôn thì cuộc sống hôn nhân của bạn cũng không ổn định, hạnh phúc, vợ chồng thường xuyên bất hòa. Và xem chỉ tay về đường tình duyên cho thấy nếu đường này có sự chia cắt trên và dưới khoảng 3cm trở lên, nó báo hiệu cuộc hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc, rất dễ bị tan vỡ và phải trải qua hai lần đỏ. Còn về nguyên nhân của cuộc hôn nhân đổ vỡ là do người này không có trách nhiệm với gia đình. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.